Út chào cả nhà thân yêu của Út nhé. Trước khi đi làm, Út tặng cả nhà một bài hát để đi làm cho vui nha. Út đang sử dụng H9, bộ H9 và mic AT100. Cả nhà chúng ta có nhu cầu để sử dụng thì chúng ta cứ gọi vào số điện thoại ở trên màn hình của Út nhé, sẽ được tư vấn miễn phí, hoặc là mình kết bạn Zalo để được tư vấn nhé cả nhà. Út tặng cả nhà một bài hát Tình Đã Phụ Tình. Duyên số không.
ngày nha.